Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Thành Tây Bắc của mình. Hiện tại thì mình đang ở thôn Cò Cọi, xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Và là ở nhà ông Lót. Thì hôm trước mình đã có quay một cái nhà sàn truyền thống của người Thái. Nhưng mà cũng có một số bạn bè và anh em nói là quay để khám phá xem cái ngôi nhà sàn bê tông của người Thái như nào. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái ngôi nhà sàn bê tông để cho các bạn cùng khám phá và cùng xem cái ngôi nhà sàn bê tông nó như nào, để các bạn nếu mà có muốn làm thì cùng có cái điều gì mà nó không ấy thì rút kinh nghiệm ra để mà làm cái ngôi nhà sàn cho nó đẹp hơn và thoải mái hơn. Bây giờ các bạn cùng vào trong cái ngôi nhà sàn của người Thái nhưng mà làm bằng bê tông các bạn nhé. Đây, giới thiệu các bạn, đây là ngôi nhà sàn bê tông của nhà ông Lót ở thôn Cò Cọi, xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thì đây là cái cảnh quan bên ngoài đây các bạn này. Đấy, ngôi nhà này ông làm thì cũng khá là lâu rồi nhưng mà bây giờ nhìn vẫn còn rất là mới và đẹp. Ông ạ, ông cho hỏi là cái nhà này ông làm từ năm bao nhiêu đấy ạ? Hôm nay gần 3 năm. Gần 3 năm rồi ạ? 3 năm lũ. Thế mà gần 3 năm rồi ông chưa sửa một cái gì mà vẫn như thế đó. Không sửa cái gì. À vâng. Bờ nó nắng hắt hắt rồi này, muốn thêm lại mà chưa. À vâng. Cháu vẫn thấy còn rất là đẹp không ạ? Còn rất là đẹp và mới. Đây các bạn này, cái nhà sàn này làm được 3 năm rồi vẫn còn mới như này này. Thì mình cũng theo cái yêu cầu của một số bạn là quay một số cái nhà sàn bê tông để cho các bạn xem. Thì thật ra cái nhà sàn bê tông này thì là cái sàn thì là không bằng gỗ nữa mà nguyên bằng bê tông luôn. Nhà ông đổ bằng bê tông và tất cả các cột bằng bê tông luôn. Bê tông hết. Cái nhà sàn này nó rơi vào khoảng tầm 150 mét vuông. Còn bên trên thì là nhà ông ốp hai mặt tường bằng gỗ hết và có lan can bằng cái inox. Bên trên thì ông lợp bằng pro-xi-măng. Đây bây giờ các bạn cùng vào khám phá cái khu bên dưới cái nhà sàn bê tông một tí nhá. Thì bên dưới này nhà ông cũng chỉ kê một cái giường. Thật ra là cái giường này để là ngủ trưa và một cái bộ bàn ghế để tiếp khách. Còn như nhà ông Lót thì mọi hoạt động và sinh hoạt thì lại là ở trên tầng 2 các bạn ạ. Có bên dưới này có một nhà vệ sinh và nhà tắm ở bên dưới này thôi. Và bếp. Và một số công trình phụ dưới này. Ở cái nhà sàn bê tông này thì ông đổ bê tông rồi thì các bạn cũng nhìn thấy nó giống y hệt như cái ngôi nhà xây thôi. Nó không khác gì ngôi nhà xây cả. Nhưng mà nó chỉ khác cái nhà sàn người Thái truyền thống là nó là bê tông. Còn nhà Thái truyền thống thì sẽ là những cái sàn gỗ được ốp. Điều nói thì bây giờ nhà nào có điều kiện thì ốp được. Chứ còn ngày xưa thì cũng chỉ là cái sàn tre thôi. Đây, bây giờ là mình bắt đầu lên trên cái tầng 2. Đây các bạn này. Đây, những cái bậc thềm xây và những cái lan can bằng inox. Bên trên này thì là ông để thóc lúa. Thóc lúa, một số vật dụng gia đình ở bên trên này. Đây, đây là cái khu bên trong ngôi nhà của ông đấy các bạn này. Ủa ôi, bật điện rất là sáng các bạn ơi. Vì đây là cái nhà sàn bê tông nên là ông cũng nát tất cả các nền bên trên đều là bê tông các bạn ạ, thay vì cái là sàn gỗ. Sàn gỗ thì nó theo cái truyền sống thống hơn nhưng mà để mà hợp với lại cái nhà sàn bê tông này thì ông đã nát hết, là đây là đá 60-60 các bạn ạ. Đó. Thì ông nát hết rồi thì là cảm giác cũng rất là mát mẻ và nó thoáng.
Bởi vì thật ra bây giờ nếu mà làm một cái nhà sàn đúng nguyên bản như ngày xưa mà có đủ gỗ mà đủ sàn thì rất là khó kiếm. Nên là ông tận dụng cái nhà cũ của ông thì ông ấy còn được ốp lại được hai cái mặt trong và mặt ngoài cái tường này này là bằng gỗ hết các bạn ạ. Cái này là ông làm bằng gỗ gì đấy ông? À, ông ốp tất cả bên trong bên ngoài bằng gỗ san, xoan các bạn ạ. Gỗ xoan này ông có ngâm không ông? Gỗ xoan này ông có ngâm không ạ? Chả ngâm đâu. À. Thế cửa là gỗ gì ông? Cửa là gỗ gì ông ạ? Cửa này cột cũ đấy, cột nhà cũ đấy. À, nó là gỗ gì cơ? Bằng gỗ mít rừng. À, mít rừng ạ. Cái này là cây gì nhỉ? Tấu. À, tấu. Cái đố đố cửa bằng xiên tấu ạ. Xiên tấu đấy. Rồi. Cái này, mặt bên này thì... cái mình gỗ mình đấy này. Cái này bằng thông này. Pơ mu đây, khung pơ mu. À, tất cả cửa này là bằng pơ mu hết ạ. Pơ mu cửa. Và đố cửa bằng tấu ạ. Còn ép này thì mới rồi. À vâng. Tấu chén. Rồi các bạn cùng đi ngắm một số cái cửa của nhà ông nhá. Đây mình quay cho các bạn xem này. Hầu như nhà người Thái bây giờ thì người ta toàn cái kẻ cửa gỗ nhưng người ta không đóng kín nữa các bạn ạ. Thì cả thừa gỗ người ta không mà đóng kín, người ta phải làm cái ô kính như này để cho cái ánh sáng nó vào nhà. Kể cả khi mùa lạnh thì các bạn đóng cửa vào vẫn có ánh sáng vào nhà, bật điện cũng không vào ánh sáng ấy đâu. Thì là vào nhà để cho nó thoáng, cảm giác nó thoáng hơn. Đây, thì bên này cũng thế, bên này thì nhà ông không làm trái. Ông chỉ làm cái lan can đằng trước rồi thôi. Bởi vì là đằng trước nhà ông này thì có cái view rất là đẹp các bạn này. Các bạn cùng ngắm cái view nhá. Đằng trước nhà ông là có một cái ao. Cái ao đằng trước này là ao của nhà ông này, ông nuôi cá. Và kia là cái cây, là cây mít mà toàn con vén đậu lên thôi. Và đằng trước kia là một cánh đồng. Nếu mà cái mùa lúa chín ý, thì rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ thì bà con trồng ngô đông thôi. Và kia là mình chỉ cho các bạn, kia là cái cây đấy là cây sẩm pột, hay còn gọi là cây muối, hay còn gọi là cây muối các bạn nhá. Kia là cây muối, hoặc là người ta có một số người Thái thì toàn gọi sẩm pột thôi, nhưng mà người Kinh thì gọi là cây muối. Đấy các bạn nhìn xem quang cảnh rất tuyệt vời. Ví dụ là gia đình mình mà không ngủ ở dưới thì là ví dụ phân chia là của tầng lớp nào không ông? Lấy cháu. Cháu ạ. Ừ. Con gian này. Con dâu. Con dâu. Này ông bà. À, ông bà ngủ đây. Còn những cái ngăn này là để quần áo với chăn đệm mà ông? Chăn đệm ở trong này. Khi nào mình ngủ thì mình giải chăn đệm xuống ạ. Ừ, thế thôi. À vâng. Bây giờ các bạn này cùng chiêm ngưỡng lại cái trần nhà ông nhá. Thì là ông đang nói là một thời gian nữa ông sẽ trần hết cái gỗ bên trên này. Khoảng tháng mấy là ông trần lên ông? Nếu mà làm cái trần này lên nữa thì khoảng bao tiền không? Nếu mà trần hết bên kia kìa, cả hai cái mặt này. Trần này vài chục mới trần được khoảng. Vâng, thế nó lại rơi vào thêm 50 triệu nữa đấy ông nhỉ? 50 triệu ít đấy. Ít đã cơ. Ít rồi. Còn bên bên này là cái công trình gì đấy ạ? Bên này ạ? Vâng. Nấu nướng. Nấu nướng ạ. À. Ở đây là cũng phòng của cháu đấy. Của mình, của mình ngủ. Ông cụ ngủ đây. À, ông cụ ngủ đây. Còn đây là bếp. Bếp để. Với cả là nhà vệ sinh, nhà tắm ở trên tầng 2. Nhà tắm, nhà vệ sinh. Vâng, cũng có luôn. Đây. Nói chung là bây giờ cái kinh tế nó phát triển thì nhiều cái cũng thay đổi ông nhỉ. Ừ. Nhưng mà trong nhà ông là có đủ hạt dổi, mắc khén, măng chưa với cả là sụp bột không? Có chứ, có. Đúng rồi, để phát triển đến mấy vẫn phải có đủ cái đấy. Rồi, của... Cháu đi đâu cháu cũng thấy là trong cái ngôi nhà người Thái lúc nào cũng có đủ mấy cái thứ đấy. Mấy thứ là về và... nhà giảm. Đấy. Còn nếu ở nhà nào có đất thì lại nuôi thêm vài con vịt đây. Ôi, các bạn này. Thế đó. Xem ngó xem này, vịt gà nhà ông bên dưới nhá. Đây. Đấy, vịt gà ngan là không thiếu một con nào.
Đấy. Vừa rồi là toàn cảnh cái khu nhà sàn của ông Lót ở bên trong. Và bây giờ các bạn cùng ngắm cái khuôn viên bên ngoài qua cái hình ảnh Flycam một tí nhé. Bây giờ là mình cũng xin phép dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.